Ok, cầu thủ Tây Ban Nha. Chưa gì đã thế trận kín rồi. Chơi. Lần tốt xuống. Ngoài dự tính của CTC. Đây mình nhập thành xa thôi. Con tượng này khá yếu. Thành xa thôi. Sông tuôn sông lên, sông quân lên thôi, xua quân. Đây có lẽ mình sẽ đưa vua lên, sau đó chồng xe ra cột A đẩy tiếp tốt lên là sẽ có một cuộc tấn công. Vâng, như vậy là đen đã chặn lại, block lại. Phải chui vào chiếu biết sao. Vào đấy. Ai ra? Tỉnh đấy. Cũng lên, cũng lên lên đấy. Bây giờ con mã mình chui được vào đây thì đẹp. Bây giờ mình sẽ tìm cách đưa con mã vào đây. À đây rồi, thấy nước rồi. Vào đấy. Muốn đẩy tốt xuống à? Chơi thôi. Đẩy xuống. Hay đấy. Đen sẽ có tốt thông. Đây mình sẽ lùi tượng về. Chơi thôi. Rồi, bây giờ quân hậu mình sẽ tự do di chuyển, còn quân hậu của đen sẽ vẫn phải giữ tốt. Bây giờ thì đen sẽ đưa tượng ra giữ tốt. Xuống đấy. Chiếu quá nhỉ. Không được, không được. Giữ tốt thôi.
Cả này khó thật. Chiều biến ảo thế nhỉ? Thế nó đi à? Mã thì giữ tượng, tượng thì giữ hậu, à hậu mã thì giữ tượng, hậu thì giữ mã. Còn cái vua để đi à? Đi vua vậy. Chạy. Việc quá. Vâng, chúng ta thấy rồi. Các thủ tướng nhà đã chịu thua trong khi anh có thể phong hậu. Vâng, có lẽ là anh đã tính sai. GTC đang bị đè 99% rồi. Thật là quyết định khó hiểu. Mình sai lầm từ đâu? Rồi, lên hậu phát là blunder ngay. Có lẽ phải vào hậu mới đúng. Vào hậu thì đen sẽ không có cơ hội đưa hậu xuống. Mình lại lên hậu để giữ giữ tốt. Blunder ngay từ đây.